Thông tin từ văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng cho biết, tại dòng sông Rạch Mọp giáp sông Hậu thuộc xã Sông Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng vừa xảy ra vụ sạt lở làm ảnh hưởng đến 4 căn nhà của người dân. Đoạn sạt lở có chiều dài 40m, lấn sâu vào đất liền 8m, không gây thiệt hại về người nhưng đã làm 3 căn nhà rơi hoàn toàn xuống sông và một căn bị ảnh hưởng 50%, có nguy cơ sạt lở hoàn toàn trong thời gian tới. Cùng với đó, hệ thống điện lộ nông thôn bị hư hỏng, ước tổng thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Ngay sau sạt lở, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Long Phú đã cử lực lượng khắc phục về hệ thống điện nước, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồng thời đảm bảo các công tác cứu hộ khẩn cấp cần thiết. Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Long Phú, tình hình sạt lở bờ sông bờ kênh thường xuyên xảy ra đối với các huyện ven sông Hậu, cao điểm vào tháng mưa lũ. Tuy nhiên, năm nay tình hình sạt lở lại đến sớm hơn mọi năm và diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Trước đó, vào đầu tháng này, cũng trên tuyến sông Rạch Mọp, xã Sông Phụng đã xảy ra đoạn sạt lở bờ sông với chiều dài 70m, lấn sâu vào bờ khoảng 23m, gây thiệt hại cho đường nông thôn, nước sinh hoạt, đường dây điện, làm ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất của người dân trong khu vực này.